Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hack CS 1.1. Thì đầu tiên các bạn hãy vào Google và gõ cho mình hack CS 1.1. Các bạn kéo dưới và click vào. Lát nữa mình sẽ để link ở bên dưới của video, các bạn hãy ấn vào đăng tải extra link. Các bạn ấn vào và tải về. Thì như mình thì mình đã tải về rồi, đây là cái mở nó sẽ cho. Đây chính là bạn mở lên và giải nhãn bằng như vừa ra rồi. Các bạn giải nhãn như bình thường. Ok, sau khi giải nhãn ra thì các bạn được file như thế này. Nhưng các bạn đừng mở lên vội, các bạn phải vào game trước, sau đó hãy mở hai game sau. Mình sẽ vào game trước. Ok, tạo lan. Sau đó các bạn hãy tap ra ngoài, tap ra ngoài để bật hack lên. Các bạn hãy mở lên, mở chat CS EXE lên. Đây chính là bản 29F8, chức năng bất tử, F9, chức năng full tiền. Ok, các bạn hãy vào game. Mình đã sử dụng được chức năng lên máy hơi chậm và lộ, các bạn thông cảm. Mình phải vào mấy lần mới được. Bây giờ các bạn xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu, bây giờ các bạn hãy ấn F8. Ok, máu nó lên 132. Ghi là 132 nhưng thật ra số lượng này sẽ không giảm xuống. Bất tử các bạn sẽ bất tử. F9 không tiền nhưng sẽ không tiêu tiền luôn. Sẽ đang tháng rau, đánh sau các bạn mới có thể tiêu tiền được. Bây giờ mình sẽ test thử. Các bạn xem, máy đang bắn rất nhiệt tình nhưng mà không ăn thua. Các bạn nhớ là nếu muốn hack thì các bạn phải là người chủ LAN, chủ tạo LAN. Nhưng các bạn muốn gian thì các bạn chỉ bật nguyên tăng tiền thôi, các bạn tạo LAN thì các bạn bật tăng tiền thôi. Các bạn xem, tiền đã lên 1.616.000. Thì các bạn thành công.